Ok, xin chào. Jenny đã quay trở lại với những trò thoại mới đây. Ở đây mình có một cái chiếc phong bì, bên trong này mình sẽ có một cái lời tiên tri. Mình sẽ nói đến cái chiếc phong bì này sau ha. Và ở đây ấy, thì mình có một số những cái lá bài. Những cái lá bài này của mình ấy, thì nó sẽ nói về cái chủ đề đó là đồ uống. Và cụ thể ở đây đó là rượu. Như các bạn có thể thấy thì mình có ví dụ vermouth, mình có champagne, có vodka, whisky, tequila. Ok, thì những cái lá bài này chắc chắn thì sẽ được mình xáo trộn lên một cách ngẫu nhiên. Tất cả các lá bài thì sẽ luôn luôn được xáo trộn lên một cách ngẫu nhiên. Và hiển nhiên là bạn cũng sẽ được làm điều đấy ha. Ok, bạn sẽ cắt bài giùm mình, bạn có thể cắt ở bất kỳ đâu cũng được. À, bao nhiêu lần tùy thích, để khi nào mà bạn happy thì thôi. Ok. Ok, bạn happy chưa? Rồi, và khi bạn đã happy rồi á, thì mình sẽ để các lá bài theo cái hình tròn như vậy ha. Rồi, sẽ để nó theo cái hình tròn như vậy. Ok, các lá bài theo hình tròn như thế này. Và mình muốn bạn chọn ngẫu nhiên một lá bài trong số tất cả những cái lá bài này ha. Ok, mình sẽ chọn lá này đi chẳng hạn. Rồi, đây là lá bài bạn chọn ha. Đó, thì cái lá bài bạn chọn ở đây ý, đó là vermouth. Đây là một loại rượu. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu từ cái vermouth này. Chúng ta sẽ đếm các cái quân bài theo đúng các thứ tự các chữ cái ở đây đó, và chúng ta sẽ đếm theo chiều kim đồng hồ, và khi mà chúng ta dừng cái chữ cái cuối cùng ở cái con bài nào á, thì mình sẽ loại con bài ấy đi à, và mình sẽ cứ loại 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 liên tục như vậy đến khi chúng ta chỉ còn một cái đồ uống duy nhất, thì đấy chính là cái đồ uống cuối cùng mà các bạn chọn ha. Ok, ví dụ chẳng hạn như ở đây mà các bạn đã bốc được vermouth rồi nhé, mình sẽ đếm này, bắt đầu từ cái lá bên cạnh là vermouth nhé. Mình có đây, mình có là V này, E, R, M, O, U, T, H. Đó, thì chúng ta sẽ loại cái lá này. Cái lá này thì chúng ta có ở đây đó là gì? Gin. Ok, gin cũng là một loại rượu. Tiếp tục nha, mình sẽ bắt đầu từ cái lá bên cạnh cái lá gin, lá này. Mình có G, I, N. Ok, tiếp tục nữa là lá này. Lá này thì chúng ta có vodka, cũng là một loại rượu hết. Tiếp tục chúng ta sẽ đến bên cạnh cái lá vodka ở đây nha. Mình có V, O, B, K, A là lá này. Ok, ở đây mình có champagne. Rồi, thì mình sẽ bắt đầu đến cạnh lá champagne này. Mình có C, H, A, M, V, A, G, N, E. Mình có cái lá này. Lá này là lá whisky. Ok, bên cạnh lá whisky thì mình có W, H, I, S, K, I dài. Và cuối cùng là mình loại cái lá cuối cùng là tequila. Ok, thì sau tổng cộng gần ấy những cái lá bài mình loại thì mình đã loại ra gần ấy những loại này, và chúng ta chỉ còn duy nhất một loại đồ uống nữa nằm trên đây. Và tất nhiên tất cả những thứ này đều là bạn chọn đúng không? Và cái loại đồ uống của chúng ta ở trên đây đó là gì? Water. Đó, là nước lọc. Ok, và thật trùng hợp đó là sao? Lúc đầu mình đã nói là ở đây mình có một cái lời tiên tri nằm trong cái phong bì này. Đấy, và bây giờ mình sẽ mở cái phong bì này ra. Bên trong phong bì này của mình, thật trùng hợp, nó cũng là water. Ok, và lời khuyên của các bạn đó là sao? Chúng ta hãy cứ nên uống nước lọc, không nên uống rượu bia không tốt cho sức khỏe. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip này.